thiên khơi yên thế hệ các cụ giáo viên, tay trong tay nhìn đài hoa vinh quang. Bao nhiêu năm qua sắc son hương bền, xây nền giáo dục chuyên môn thiên vương tổ mãi làm rạng rỡ quê hương. Xây dựng lý tưởng công ta giải nghĩa. Cười lên tí thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra chơi kìa. Dài hết tay ra nào. Đóng rộng ra. Đấy, rộng ở chỗ kia nữa. Vừa thôi, nhịn tay thôi. Em có chân nhiều không? Ừ. Ban tổ chức thông báo đề nghị đơn vị trưởng chỉ đạo, đại diện của trường đơn vị chỉ đạo ra bàn đón tiếp đại biểu. Ban tổ chức có cần vào bằng cô nữa này, chào
bán gì đâu đến bây giờ mà. Cái đó. Đây đây. Tô cờ chưa? Tôi. Ở cái chỗ giữa đây cái chỗ này. Anh em kìa, cô xe chào anh An đi. Chào thầy giáo nhá. Chào anh nhé.